Ga Biên Hòa xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, đoàn tàu mang số hiệu SPT3 khởi hành từ ga Phan Thiết, sắp về trên đường sắt số 1. Nhà ga chúng tôi mở cửa số 1 để quý khách vào ga đón người nhà. Khi vào ga, quý khách lưu ý đứng cách xa đường sắt số 1 khoảng 2 mét để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn.